các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu clip theo một cái motif mà các bạn có thể áp dụng trên những cái vị trí khác nhau trên cần đàn. Nhưng đặc biệt ở đây chúng ta sẽ nhịp 5-4 nha các bạn. Các bạn thường thấy nhịp 2-4-3-4-4-4-6-8 gì đó nhiều, 5-4 thấy hơi lạ, thì hôm nay chúng ta tập thử để cho quen nhé. Thì phần tab mình có làm trong cái phần link download trong phần mô tả video này, các bạn bấm vào phần mô tả của video á, có cái đường link mà mình ghi rằng là download tab, các bạn bấm vào đó để bạn download về file PDF hoặc là file PowerTab để các bạn có thể sử dụng, mình in ra hoặc là mình xem nó chi tiết hơn nhé. Thì để học bài này chúng ta phải biết cái âm dai đô trưởng. Đô trưởng nó có cái âm dai như thế nào các bạn, tức là các nốt đều tự nhiên cả, không thăng không giảm gì. Ở đây mình sẽ tập theo những cái motif ở những cái vị trí khác nhau, với cái nốt bắt đầu nó khác nhau, nhưng các nốt đó đều nằm trong đô trưởng cả. Thì với những cái vị trí đánh khác nhau, các bạn cảm giác nó khác nhau. Thì cái cách này nó sẽ giúp cho các bạn có thêm một cái chất liệu ngôn ngữ, giống như trong những cái nốt là giống như các bạn thấy bạn chữ cái vậy đó. Nhưng khi các bạn sắp xếp nó nhau thành những câu chữ khác nhau thì nó cho ra cái giai điệu khác nhau. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu học cái câu đầu tiên ha. Nó như sau: 1, 2, 3, 4, 5. Đó, thì bạn thấy là đa phần chúng ta đánh là cái chùm liên 4, 4 nốt. Nhưng mà trong đó có một vài cái điểm dừng là nó là nốt móc đơn ha, nhưng khá đơn giản. Thì các bạn thấy rằng là chúng ta đánh ở đây có sử dụng các dây buông, chủ yếu các nốt như sau: đô nè, si, la, rồi rê, mi, rồi sau đó chúng ta có son, fa, son. Đó, nó đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ đánh chậm nữa các bạn nghe nha. Thì với cái câu này các bạn chỉ đánh vòng vòng ở các nốt có dây buông và chỉ 3 ngăn đầu thôi. Các bạn nhịp theo để đánh cho chính xác nha. Nếu mà bạn chưa đánh nhanh được, bạn tập chậm lại. Thì bài này mình để tốc độ 90 cho các bạn. Thì chúng ta tập từ từ, chưa quen tập từ 70, từ từ nâng lên nha các bạn. Đó. Thì với cái motif này rồi, các bạn sẽ đánh ở một cái octave cao hơn. Tức là ở đây chúng ta bắt đầu bằng đô nè, thì ở đây chúng ta cũng bắt đầu bằng đô luôn, nhưng mà ở cái octave cao hơn rồi. Thì ngay chỗ này khi các bạn bấm trên này có dây buông nó khác, khi các bạn bấm như này không có dây buông thì chúng ta phải áp dụng thể tài nó khác đi nha. Chậm lên nha các bạn. Các bạn nhớ giữ nhịp thật đúng. Các bạn download tab về các bạn xem là các bạn dễ tập hơn nha. Thì với hai câu này các bạn thấy là tập ở cái octave nó khác nhau, cảm giác đánh nó đã khác nhau rồi. Do đó mình nói các bạn là nếu tập một clip nào được các bạn ngắn, các bạn di chuyển trên những vị trí khác nhau thì các bạn đánh thể tài nó khác nhau nha. Và cảm nhận của mình về cái câu đó nó cũng khác nhau, bởi vì các ngăn ở trên này các bạn thấy nó to nè, các bạn đánh dưới đây ngăn nhỏ, tay bạn phải khéo léo hơn nha. Và các bạn thấy là hai cái câu đó thì nghe nó giống nhau rồi. Bây giờ chúng ta cũng các nốt trong cái âm dài đô trưởng, nhưng chúng ta đánh nốt bắt đầu nó khác, các bạn sẽ nghe cảm giác nó khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đánh ở hai cái dây cuối cùng, dây 1 và dây 2 nha. Các bạn thấy cảm giác khác nhau không? Bởi vì chúng ta bắt đầu của cái đô trưởng lúc nãy, chúng ta bắt đầu ngay cái nốt gốc là nốt đô luôn. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu ở những cái nốt khác. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu ngay nốt son. Chúng ta có son nè, fa, mi, fa, son, la, si. Giờ bắt đầu rê, đầu rê,
thì bạn thấy là mình bắt đầu những cái nó khác, cảm giác nó khác nha. Đánh chậm nha bạn. Thì các bạn thấy là chúng ta đánh chủ yếu từ ngăn 5, 6, 7, 8 ha. Đó, các ngăn ở đây thôi. Rồi khi mà các bạn đánh thế tay này rồi, các bạn nâng lên cao một tí, chúng ta bắt đầu vào nửa la nè. Thì nó cảm giác cũng khác nữa. À, chậm nha các bạn. Thì bây giờ mình đánh hai câu này mình kết hợp lại luôn ha, mỗi câu đánh một lần các bạn. 1 2 3 4 5 đó. Thì với cái câu này các bạn cứ tập đi tập lại ở những vị trí khác nhau để các bạn có cái cảm nhận khác nhau. Ví dụ lúc nãy mình đánh ở trên này nghe nó đơn ở chỗ này. Thì bây giờ các bạn có thể bắt đầu nốt rê. À, các bạn đang ngân rê, các bạn tự tập thử sao. À, đánh nó khác ngay, đúng không ạ? Đã tương tự như vậy, các bạn có thể bắt chước cái câu, cái kiểu đó các bạn di chuyển trên những cái ngang đàn khác để các bạn có thể tạo ra được một cái motif cho một cái câu solo nào đó. Đây là một cách tập scale cũng rất là tốt nhé. Thì hy vọng Guitar for Freedom luôn nhận được sự ủng hộ của các bạn. Và nếu các bạn nào chưa có rành về solo hay là điểm hát, có thể tham gia cái khóa học guitar online của Đăng Khoa. Nơi đó sẽ hướng dẫn các bạn là từ con số 0, tức là các bạn chưa biết gì về guitar các bạn thì tập được. Hoặc nếu các bạn thấy ngón các bạn yếu quá, có thể đăng ký cái khóa học luyện ngón. À, để về chúng ta có thể tập thêm bổ trợ cho cái ngón tay các bạn linh hoạt hơn. Và trong tháng 5 2020 này là giảm giá tới 40 mấy%, nó chỉ còn có là 400 mấy chục ngàn khóa học thôi, rất là rẻ cho các bạn luôn. Nếu các bạn mua combo chỉ có 500 mấy chục ngàn thôi, các bạn đóng một lần và học trọn đời, tức là các bạn học hoài, các bạn không có đóng tiền nữa. Cái đó nếu các bạn ra ngoài các bạn học thì các bạn đóng cỡ 1 tháng là các bạn phải đóng tiếp rồi, còn ở đây các bạn có thể học mấy tháng luôn. Mình hướng dẫn cực kỳ chi tiết với cái góc nhìn của người chưa biết gì để các bạn dễ tiếp cận. Và rất nhiều bạn đã đăng ký và đang học rất là thành công, rất là đơn giản nha. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.